Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em vòng số 12 quy luật bích của khối lớp 7. Các em chuẩn bị mọi thứ như thường lệ nhé. Rồi, ta cùng làm bài thi số 1. Các ô tăng dần. Bài đầu tiên chúng ta giải nhanh ngoài nháp. Kết quả x bằng 13/12 các em. 1,083. Bài tiếp theo. X^1. -0,5 nữa. Bài tiếp theo dùng kỹ thuật tính nhanh. Tám phần chín. Dùng tính chất phân phối thôi, ra -1 kìa. Bài này cũng vậy, dùng tính chất phân phối là xong. -25,9. Các em cộng cho 15,9 là ra -10, rồi đem nhân cho 0,16 là bằng -1,6. Bài này thì nó hơi rối ha. Thì hướng dẫn luôn. Ở đây các em lấy x ra dùng chung thì nó sẽ ra là x nhân x trừ y là bằng -18. Dùng tính chất phân phối, lấy x ra dùng chung thì còn lại x trừ y nè, mà trong đó x trừ y là bằng 3 rồi, x trừ y bằng 3 ở dưới đó. Vậy x sẽ bằng gì? X sẽ bằng -18 chia 3, x sẽ bằng -6. X bằng -6 nha. X bằng -6 là ra luôn rồi. Người ta kêu tìm x mà. X sẽ bằng -6. Bài này coi như xong. Rồi. X là 15 phần, y là 9 phần. Bài này có nhiều cách làm lắm, ở những vòng thi trước thầy dạy rồi nha. Giờ thầy nói nhanh nữa, thậm chí là nói kiểu khác nữa. X là 15 phần thì thầy gọi đó là 15k đi. Còn y là 9 phần thì thầy gọi đó là 9k đi. Rồi nhân lại bằng 15. Vậy từ đây các em sẽ suy ra k bằng bao nhiêu? K sẽ bằng 1/9 cơ. 15 chia cho 15 nhân 9 là bằng 1/9. K bình bằng 1/9 thì k bằng cộng trừ 1/3, nhưng mà x dương nha, x dương thì ta cho chọn k là dương luôn đi. K bằng 1/3. Rồi như vậy x sẽ bằng 15 phần thì các em lấy 15 nhân 1/3 thôi thì x sẽ bằng 5. X sẽ bằng 5 các em nhé. Và này dùng tính chất phân phối thôi. Các em lấy 7/2 trừ cho 2/7 thì 2/7 trừ 2/7 là hết, 7 trừ 2 là còn 5.
5 mà đem nhân với trừ 2 thì 5 nữa là còn trừ 2. Trời ơi dễ quá, khỏi cần máy tính nữa. Một cái bình phương thì không bao giờ âm được đâu. Như vậy người ta đòi bình phương này nhỏ hơn bằng 0, tức là đòi nó bằng 0 chứ sao âm được. Vậy nó bằng 0 thì x bằng 2. Và dưới này trừ x mũ 3 sẽ bằng 125. 125 thì lại bằng 5 mũ 3. Vậy trừ x sẽ bằng 5, vậy x sẽ bằng trừ 5 nha. X sẽ bằng trừ 5. Con này thì nhân vô thôi. 1, chu kỳ 3 thì đem nhân cho 5 bằng 20 phần 3 ha. Tức là 6,666. Rồi giờ ta chọn tăng dần nè. Nhỏ nhất là âm 6. Nhỏ nhất là âm 6. Thôi sai rồi. Sai rồi kìa. Giờ ta tìm bài sai nha. Cẩn thận, không có được vội. Cái này thì không thể sai rồi nè. 5 nhân 1 phải chu kỳ 3 thì không thể sai rồi ha. 1 3 phần 9 mà nhân cho 5 là 20 phần 3 là 6,66. Đúng rồi. Và dưới này trừ x mũ 3 thì bằng 125. Vậy x mũ 3 là bằng trừ 125, là trừ 5. Đúng rồi, x bằng trừ 5. Đúng rồi, để x bằng 2 không thể chối cãi. Bài này bảy trừ 2 là 5, 5 rút với 5 là còn trừ 2. Đúng rồi. Bài này x bằng 5, y bằng 3. 5 phần 15, 3 phần 9. 5 x 3 15. Đúng rồi. Bài này thử lại, nghi bài này ha. Thử lại nha. X nhân cho x trừ y thì bằng trừ 18, mà x trừ y thì lại bằng 3. 18 thì x sẽ bằng trừ 6. Trời ơi đúng quá rồi, còn gì nữa. Bằng trừ 6. Bài này âm 25,9 nhân cho 2,016 cộng 15,9 nhân cho 2,016. Ồ chết, đây mới lớn nhất nè kìa. Nãy mình làm cái bài thì sai nè. Trừ 20,16 nha. Đây là trừ 20,16. Quá nguy hiểm. Vậy đây mới là số nhỏ nhất nè kìa. Ta chọn số đó, rồi mới tới số này, rồi mới tới trừ 5, rồi tới trừ 2, rồi tới trừ 1. Đó. Trừ 5, trừ 2, trừ 1, rồi tới trừ 0,5, rồi tới 1, rồi tới 2, rồi tới 5, rồi tới 6,66. Vậy phải bình tĩnh em nha. Hớp tớp là mình xài liền ha. Rất nguy hiểm. Mạng có vẻ lag ha. Mạng lag quá. Rồi bây giờ lại phải thi lại à. Lớp 7. Trời đất, người ta lại phải thi lại à. Mạng lát quá kem. Thôi cũng được.
Đây, cơ hội để mình làm thêm một cái đề nữa cũng chẳng sao ha. Em theo dõi. Bài đầu tiên 11 phần 24 cộng 13 phần 24 thì nó bằng 1 ha. Có nghĩa là trừ 1 là hết, vậy còn 1 phần 2 thôi, 0,5. Số giá trị x làm cho cái này bằng 0. Thì nếu bên này bằng 0 á thì bên này không thể bằng 0, mà bên này bằng 0 thì bên này không thể bằng 0. Mà hai cái đó phải cùng bằng 0 thì mới được, thì cộng lại mới bằng 0. Vậy không có. Bài này nãy mình ra bao nhiêu không nhớ nữa. Không nhớ nổi. Thôi làm lại cái. Trừ 0,5. Để số nguyên B lớn nhất, tìm số nguyên B lớn nhất, để cái này âm không? Bây giờ phân số này muốn âm á, mà tử dương rồi, vậy mẫu phải âm. Như vậy là 7 trừ B phải âm nha. 7 trừ B âm thì 7 phải nhỏ hơn B không? Hay nói cách khác là B phải lớn hơn 7. Có rất nhiều số B có khả năng lớn hơn 7. Bảy trừ b phải âm thì 26 chia 7 cộng b nó mới âm được, không? Vậy là 7 cộng b sẽ phải nhỏ hơn 0. 7 cộng b nhỏ hơn 0 thì b phải nhỏ hơn trừ 7, xin lỗi các em. B phải nhỏ hơn trừ 7. Có rất nhiều số b nhỏ hơn trừ 7. Nhiều lắm. Thì cũng từ đó ta suy ra có rất nhiều số nguyên nhỏ hơn trừ 7. Cái này thầy giảng ra dưới cho các em dễ hiểu nè. Giờ tử là 26 rồi, vậy mẫu là phải âm, thì 26 là số dương chia âm nó mới ra âm. Như vậy B nó phải nhỏ hơn trừ 7. Mà có rất nhiều số B nguyên nhỏ hơn trừ 7. Ví dụ trừ 6, à xin lỗi, ví dụ như trừ 8, trừ 9, trừ 10 cũng vậy. Và trong những số nguyên đó thì số B bằng trừ 8 là số lớn nhất ha. Âm 8. Tìm nắm nổi không? Ngẫm nghĩ đi là sẽ ra thôi. Bài này là x bằng trừ 5 hồi nãy mình giải rồi. Bài bên này là âm 20 phải mấy đó, 20 phải bao nhiêu đó. Bài này là âm 10,5 ta trừ cho 9 rồi ta chia tất cả cho 3 thì nó ra là âm 6,5. Bên này hai bên có dấu trừ hết là què rồi ha. Ồ, cẩn thận nó đảo ngược em ạ. 9 nó xuống dưới tầng 3 là 25, đổi lên 5 nè. Như vậy là mình phải cẩn thận nha. Giờ tôi nhắc lại một cái chú ý rất quan trọng các em ha. Đây, chú ý này cực kỳ quan trọng nè. Chú ý gì? Mấy trò nhớ cho thầy nha. X mũ trừ n thì nó chính là 1 trên x mũ n. Hay nói cách khác, x mũ trừ n và x mũ n là nghịch đảo của nhau đó mà. Nghịch đảo của nhau. Như vậy. Như vậy. Chính phần 25 mũ trừ x ha. Mũ trừ x. Nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng 25 phần 9. 25 phần 9 mũ x. Có nổi không? Và nó sẽ bằng như vậy. Nó sẽ bằng 5 trên 3 mũ 2, tất cả mũ x, tức là mũ 2x. Bây giờ theo đề thì nó bằng 5 phần 3
gì nữa, cả mũ trừ 6, vậy từ đây mình suy ra gì, suy ra 2x sẽ bằng trừ 6 thôi, vậy x sẽ bằng trừ 3 nhé, chỗ này x sẽ bằng trừ 3, ngẫm nghĩ đi sẽ hiểu thôi. Và dưới này thì các em dùng tính chất phân phối ha, 7 trừ 2 là 5, 5 rút với 5 vậy còn trừ 2. Bên này trừ 10,6 em. Rồi, vậy ta chọn số nhỏ nhất vẫn là số khi nãy ha, số này. Rồi tới trừ 10,6 là số này. Rồi tới trừ 8. Rồi tới trừ 6,5. Ồ, có chừng sai cái em ơi. Sai rồi. Trừ 8 bỏ, trừ này bỏ, này bỏ. Như vậy còn lại những số như thế nào? Đây là trừ 2 đúng rồi. Đây là trừ 3 đúng rồi. Đây trừ 6,5. Thử lại đi. Âm 10,5 trừ cho 9 được chia cho 3. Âm 6,5 đúng rồi. Thì trên này ta coi lại coi, 11, 13, 24 chia 4 là 1, 5, 3, 6, 4, 1 là 1 trừ 1 hết, vậy 0,5 đúng rồi. Số giá trị của x thỏa mãn thì không có đâu ha. Vậy bài này, coi lại bài này. Sẽ bằng gì? 2x sẽ bằng trừ 1x bằng 0, âm 0,5 đúng rồi, không sai. 2x sẽ bằng trừ 5 nè. 126 trừ 1 là bằng 125. 125. Như vậy là trừ x sẽ bằng 5, thì x sẽ bằng trừ 5 đúng không ta? Thì đâu có sai đâu. Số nguyên x thỏa mãn. Để thử lại bài này ha. 9 phần 25 tức là 3 phần 5 tất cả mũ 2. Rồi mũ trừ x nữa. Vậy là 3 phần 5 mũ trừ 2x sẽ bằng 3 phần 5 tất cả mũ mũ 6 nghịch đảo. Vậy là trừ 2x 6. Vậy x sẽ bằng trừ 3 đúng không ta? Số này đúng rồi. Đúng rồi mà. Ngày nãy ta bấm lộn à. Rồi tới cái này. Rồi tới trừ 3. Gì nữa? Tới cái này. Rồi tới trừ 0,5. Rồi tới 0. Và cuối cùng là 0,5. Vậy cho em nhé. Làm mất khùng ha. Tưởng tính sai chỗ nào. Đừng nói lát nữa nghe. Rồi bài thi số 2. Trời đất. Tọa độ điểm B nằm trên đường thẳng y(x). Nằm trên đường thẳng y(x) thì tung độ phải bằng hoành độ luôn. Vậy tung độ bằng bao nhiêu thì hoành độ cũng bằng bao nhiêu ha? Đúng là điểm 22. 7x bằng 80 thì x trên y sẽ bằng 8 phần 7. Ở đây không có. Vậy là x
trên 8 sẽ bằng y trên 7 này các. Kem nhân chéo lại. Nhân chéo lại thấy 7x bằng 8y là đúng nè. Điểm A nằm trên trục tung thì hoành độ phải bằng 0, vậy nó là 0,5. Rồi. Cái chỗ 1 trừ A này các em thay vào chữ x. Còn cái chỗ A cộng 2 này các em thay vào chữ y ha. X là hoành độ. Còn y là tung độ, rồi các em giải thôi. Vậy thì có là A cộng 2 sẽ bằng 3 nhân cho 1 trừ A. Giải bài toán đó. 3 trừ 3A. A cộng 2. Như vậy là 4A sẽ bằng 1. A 1 phần 4. Cho em lấy máy tính giải cũng được ha. Nhưng mà đừng có lạm dụng, thầy nói trước. X là 6 phần, y là 7 phần. Như vậy y trừ x có nghĩa là 7 phần trừ 6 phần là còn 1 phần. 1 phần bằng 2. 1 phần bằng 2 mà thằng này 6 phần, thằng này bằng 7. Như vậy một thằng 12, một thằng bằng 14. Tôi nhẩm luôn chứ. Tính gì cho nó mệt. Ha. Vẽ hình kem. Góc tù 140. 140 độ. Vẽ tia OC, OD nằm giữa. OC thì vuông góc với OA. Còn OB thì vuông góc với OD. Và tính góc COD. Rồi các em vẽ hình ra các em biết liền à. AOB bằng 140 mà DOB bằng 90, vậy là AOD bằng 50. Và tương tự COB cũng bằng 50. 50 với 50 là 100 rồi. Như vậy cái thằng ở giữa là chỉ còn có 40 thôi. COD bằng 40 ha. Vẽ hình ra đi, biết liền. Khẳng định nào sai? Cái này chắc chắn đúng rồi. Nào. Cái này 25 trừ 16 là 9. Căn 9 là bằng 3. Này là 5 trừ 4. 25 trừ 16 là bằng 9 nha. Căn 9 bằng 3, vậy bên trái bằng 3. Cái này là 5 trừ 4 bằng 1. 3 sao bằng 1 được. Vậy cái này sai rồi. Chưa cần thử mấy cái khác ha. Cái này đừng lo, 9 chính là 3 bình, 25 là 5 bình. Như vậy cái 9 phần 25 mũ 1000, tức là 3 phần 5, tất cả mũ 2000 đó. Vậy mũ 2003 chia mũ 2000 thì còn lại giữ nguyên cơ số 3 phần 5. Số mũ chỉ còn 3 mà thôi. 3 phần 5 mũ 3, nói rồi. Tiếp tục. Bài này thì cũng dễ thôi. Dễ thôi các em. Ta kết hợp hai giả thiết này lại là để cho ra cái giả thiết quen thuộc nha. Rồi bài này thầy sẽ giải kỹ cho các em coi. Rồi. 2A bằng 3B. Thì mới cho suy ra cái gì? Suy ra là A trên 3 sẽ bằng B trên 2. B trên 2. Rồi tiếp tục. 5B bằng 7C. 5B bằng 7C thì mới cho suy ra là B trên 7 bằng C trên 5. Cái đó ai phải hiểu nha. Bây giờ thầy lấy cái cầu là B phần 2 và B phần 7 này. Giờ ở đây thầy sẽ nhân hai thằng này với nhân cho bao nhiêu biết không? Nhân cho 1 phần 7. Vậy bên này cũng phải nhân cho 1 phần 7. Còn ở dưới đó, ở dưới có thể nhân cho 1 phần 2. Nhân hai quỹ này cho 1 phần 2. Đây, nhân cho trên 1 dưới 2. Nhân cho trên 1 dưới 2. Đó. Vậy các em sẽ có gì? Cái công thức ở trên nó sẽ đổi thành A trên 27. A trên 21. A trên 21 bằng B trên 14.
ở dưới là gì? B trên 14 bằng C trên 10. C trên 10. Như vậy là ta có gì? Từ đây suy ra A trên 21. A trên 21 là bằng B trên 14 và bằng C trên 10. A là 21 phần. A là 21 phần. B là 14 phần. Và C là 10 phần. 21 phần nhân 3 trừ cho 14 phần nhân 7 cộng cho 10 phần nhân 5. Như vậy là cái đó nó bằng trừ 30. Thì cuối cùng các em sẽ có là gì? 3 nhân 21 trừ 7 nhân 14 cộng 5 nhân 10 là bằng 15 phần. 15 phần bằng trừ 30. Thì mỗi phần sẽ bằng âm 2. Mỗi phần bằng âm 2. Thì A cộng B cộng C là sẽ bằng 21 cộng 14 cộng 10 là 45 phần. 45 phần mà mỗi phần bằng âm 2 thì kết quả sẽ là trừ 90 các em. Trừ 90. Kết quả là trừ 90. Còn các em thấy tại sao thầy tính nhanh như vậy? Thì do thầy có cái chuyên đề tỷ lệ thức dạy tỉ số bằng nhau ở trên kênh của thầy. Các em lên đó các em tìm mà theo dõi ha. Không có thì mail cho thầy. Trừ 90. Đây, nói lên. Tiếp tục. Biểu thức nào? Nó bằng biểu thức nào trong bốn biểu thức dưới đây? Cái biến đổi bình thường thôi. Ha. Trên này á là 1 phần 3 tất cả mũ 2n. Là dùng tính chất phân phối kìa. Đây, để sửa luôn. Sửa luôn màn này. Ở trên tử nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra là 1 trên 3 tất cả mũ n nhân cho mở mặt. 1 trên 3 mũ n trừ 1. Em suy nghĩ đi, coi tại sao ha. Thì 1 trên 9 tất cả mũ n, tức là 1 trên 3 mũ n tất cả mũ 2 nữa. Rồi bây giờ thầy rút gọn tử và mẫu. Rút gọn tử và mẫu là 1 phần 3 mũ n đi. Thì nó còn lại cái hiệu này nè. Đó chính là kết quả luôn. Đây, đó chính là kết quả luôn. Bài thi số 3. F trừ 5 thì thay trừ 5 vô đây. Trừ 5 nhân trừ 3 là 15. 15 nhân 8 là 23. Điểm B thuộc đồ thị này. Vậy chữ X kem thay bằng số 3. Còn chữ Y này kem thay bằng chữ B. Vậy B sẽ bằng trừ 1. Thay vô ra liền ha. Rồi, 125 là 5 mũ 3. Như vậy là 2X cộng 19 là 3. Thì x sẽ bằng 1. Điểm B nằm trên trục hoành thì tung độ bằng 0 các em nhé. Nằm trên trục hoành tung độ bằng 0. Mà nằm trên trục tung thì hoành độ bằng 0. Nhớ điều đó. Nằm trên trục hoành thì tung độ bằng 0. Còn hoành độ người ta cho rồi. Chính là trừ 4 0. Cái này là 5 mũ 3 cộng 225. 5 mũ 3 cộng 225 là bằng 350. Số nào lớn nhất trong mấy số này? Dĩ nhiên không phải là những số âm, không phải số 0, và nó chính là số 5. Ở đây trừ 3,5 là bỏ này. Số 2. Số 2 là lớn nhất kìa. Trừ 3,5 bỏ, 2 lấy à. 3 này. Tìm A biết.
ba này bằng nhau. Nếu mà đứa nào làm mò các em sẽ thấy là một ha. 1 phần 1 cộng 1 bằng 1 phần 1 cộng 1 bằng 1 phần 1 cộng 1 đó. Thì A của chúng ta chính là, ồ không phải các em ơi, tìm A viết A trên B cộng C thôi, bài đó làm cuối đi ha. Bài đó làm cuối đi, làm mấy bài dễ trước. 2 mũ 25 bằng 2 mũ 75x. Vậy x sẽ bằng 225 chia 75 thôi. Bằng 3 em. Bài này dễ làm trước kìa. Đó là quy tắc sống còn. Ồ gặp toàn bài xương không bài nè. Câu số 9. 5 trên x cộng y trên 4 bằng 1 phần 8. Tám và hai các chắc các em thắc mắc sao mà thầy ra 8 và 2 đúng không? Rồi giờ thầy giải thích như sau. Đây, nhìn cho kỹ. Tại sao ra 8 và 2? Ta thử lại đi. Phân số trên 5 dưới 8 cộng cho 2 phần 4 là đúng bằng 2 2 trên 4 cộng 5 phần 8. Ủa sao đâu có bằng 9 phần 8 đâu. Hình như thầy cũng sai chỗ nào. Sai, thử lại thấy sai.
40 không thế. Đây. X bằng 40 là số tự nhiên nè. Y bằng 0. Nhá. 5 phần 40 là đúng 1 phần 8 luôn, cộng 0 phần 4. Giờ tại sao thầy ra, các em theo dõi ha. Giờ theo đề là ta có 5 trên x cộng cho y trên 4 là bằng 1 phần 8 trên 1 trên 8 ha. Từ đây các em sẽ suy ra là các em suy ra quy đồng rồi cộng tử giữ mẫu ha. Chúng ta có là 20 cộng cho x y tất cả trên 4x là nó sẽ bằng 1 phần 8, và từ đây các em sẽ có, cuối cùng các em sẽ có là trừ cho 2xy bằng 40. Em cứ tự làm đi ha, chứ thầy không có thời gian nhiều để giảng đâu. Cuối cùng là suy ra là x nhân cho 1 trừ 2y bằng 40. Rồi em giải cái phương trình này, phương trình nghiệm nguyên này ha. X bằng 0 thì cái này là bằng không được. X bằng 1 thì cái này 40. X bằng 2 thì cái này bằng 20. X bằng 3 thì không được. X bằng 4 thì cái này bằng 10. Cứ như thế. X bằng 5 thì cái này không được. X bằng 6 không được. X bằng 8 thì cái này bằng 5. 8, 5, 40. Cứ như vậy ha. Thì chỉ có cuối cùng là x bằng thử ha. Thêm thử một chặng, thử một lát thì chúng ta suy ra là x bằng 40, còn 1 trừ 2y ấy, thì bằng 0. Vậy từ đó các em sẽ ra được là bằng 1 nhé. Vậy là cuối cùng các em sẽ suy ra là x bằng 40 còn y là bằng 0. Vậy thôi. Vậy nha, thử lại đi. 5 phần 40 đúng luôn. 1 phần 8 kia bằng 0. Và cuối cùng câu số 10. Các em để ý nha. Các em lấy A mà nhân cho một phần hai bình đó, nó sẽ ra B. Không tính thử đi, một phần hai bình nhân cho từng thừa số này, từng số hạng này, tính chất phân phối thôi, thì nó sẽ ra cái này. Hả? Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là A trên B. A trên B sẽ bằng 4. A trên B là bằng 2 bình trên 1 mà 4 nhé. 4. Vậy là chỉ còn có bài nào? Như tôi nhớ có một bài chưa làm, à bài này. Bài này như mình làm một lần rồi. Trên B cộng C bằng B trên A cộng C bằng C trên A cộng B thì bằng A cộng B cộng C tất cả trên 2 lần A cộng B cộng C, cộng hết 3 tử và cộng hết 3 mẫu, rút gọn ra 1 phần 2. Các em
Chào bạn, thầy có việc bận xíu nha. Rồi, trở lại bài toán câu nào nhỉ? Câu số 7. Câu số 7 các em sẽ chứng minh dùng tính chất tỷ lệ thức ha, tính chất dãy số bằng nhau. Các em sẽ chứng minh A bằng B bằng C và bằng 1. Và khi bằng 1 rồi thì A lớn nó sẽ bằng 1 trên 1 cộng 1, tức là bằng 1 phần 2 là 0,5 vậy nhé. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở những bài thi tiếp theo.